Mà nè rồi đó xanh. Mấy bạn có ngu không? Ừ, nhìn nhìn đẹp. Em sẽ ghi nhớ anh sói à. Trưởng nhóm nói là em sẽ được cái vai chính nhưng mà bị giật vai. Trời ơi, bị giật vai bởi thằng kia. Tôi biết là không quen mày. Vì nó buồn thích. Nó không thờ mày không? Tức là đi đi. Đây này. Kiểu mà thấy người ta giàu hơn á, rồi bắt đầu cho người ta vai chính. Còn tôi đút có 5 triệu à, thằng kia đút 50 triệu nó được vai chính. Đừng có thấy mà tiền lớn rồi bắt đầu muốn làm gì là bởi. Anh nhắn anh bốc đi được. Bốc lập chắc luôn em. À đó. Quá đáng. Mít khen. Gặp nó nói giọng nhảo. Mắm diễn ngu hơi dịp luôn. Điên rồi mà đang có con đầu hết ngay. Cho đây là cái hậu trường của chúng tôi. Chúng tôi đã thấy rất là mệt. Mặt bắt đầu ngu lên rồi đó. Nước mắt chảy luôn. Quá đáng lắm luôn. Đợi 8 sáng tới giờ. Mấy anh chị còn vui lắm.